Còn Trung Minh Hoàng mất rồi. Con xin lỗi mẹ. Con ước gì con chưa bao giờ tìm ra mẹ. Vì dù sao mẹ và Minh Hoàng cũng đã quen với cuộc sống mà không có con ở đây rồi. Và có lẽ Minh Hoàng nó đã được sống và nó đã hạnh phúc làm cha của đứa bé rồi. Nếu như con không xuất hiện đáng lẽ con không nên có mặt ở đây, đáng lẽ con không nên rời khỏi làng chài. Sự xuất hiện của con ở đây chỉ là một sai lầm thôi, và nó không đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai hết. Con xin lỗi mẹ. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.